Với bất kỳ một đất nước hay xã hội nào thì sự học cũng đều là một trong những ưu tiên hàng đầu, và Việt Nam cũng không là một ngoại lệ. Chúng ta đã bàn cãi và tranh luận không biết mệt về những câu chuyện liên quan đến giáo dục trong nhiều năm qua. Thế nhưng, có những khía cạnh xem ra chưa được nhiều sự chú ý, ví dụ như việc học ngôn ngữ, học về văn hóa nghệ thuật. Rõ ràng chúng cũng quan trọng không hề kém, vì đó là bản sắc của dân tộc. Vậy thì trong bài viết Sự học ở Việt Nam của tác giả Sang Đỗ được đăng trên website của Spyroom, chúng ta hãy cùng nhau tản mạn một chút về những vấn đề trên nhé. Bây giờ, mời bạn cùng lắng nghe bài viết. Câu chuyện ngôn ngữ. Vấn đề một số gia đình hoặc đơn vị giáo dục quá sùng bái tiếng Anh mà quên dạy trẻ diễn đạt tiếng Việt là hoàn toàn có thật. Tôi đã gặp một vài cháu bị yếu tiếng Việt như vậy hồi năm 2019. Vấn đề ở đây là tiếng Anh của các cháu cũng không quá giỏi đến mức thay thế được tiếng Việt. Nếu con tôi cực giỏi tiếng Anh mà mù đặt tiếng Việt thì tôi cũng chỉ hơi buồn, chứ không quá buồn. Vì sao vậy? Ngôn ngữ, suy cho cùng cũng là một công cụ như đao với kiếm. Múa đao giỏi rồi thì múa kiếm kém cũng chẳng sao. Múa được cả hai binh khí thì càng tốt. Nhưng tôi quan sát thấy hiếm có hiệp sĩ nào giỏi cả kiếm và đao ngang nhau. Đầu nhất thiết bắt con cái phải giống hệt cha mẹ. Tại sao ta có quyền bắt trẻ em yêu cái cha mẹ yêu và ghét cái cha mẹ ghét? Nhiều người cứ than thở, trẻ em bây giờ không biết con cà cuốn và không biết thế nào là xay lúa giã gạo. Hôm qua, tôi nằm mộng thấy Nguyễn Trãi hiện về hỏi tôi tại sao tôi bỏ học chữ Hán, bỏ mặc áo the khăn xếp, tại sao bỏ quốc hồn quốc túy. Tôi bảo, không ngờ người như cụ lại hỏi tôi câu ngớ ngẩn vậy. Ôi, sao cứ phải bắt trẻ thế kỷ 21 phải biết câu chuyện của chúng ta? Chúng sẽ có câu chuyện thú vị riêng của chúng. Phải lại, dù câu chuyện của chúng có tồi tệ hơn của ta thì cũng chẳng làm gì được trước quy luật nghiệt ngã của thời gian. Không ai tắm được hai lần trên một dòng sông, huống chi là hai thế hệ. Xâm lăng văn hóa là khái niệm ít được bàn thấu đáo. Cuộc xâm lăng văn hóa lòng trời lỡ đất vào châu Á của người châu Âu đã diễn ra vào đầu thế kỷ 20, và nó không hẳn xấu, thậm chí còn rất tốt. Trước khi người châu Âu vào, chúng ta không hề biết dân chủ, nhân quyền, tự do cá nhân, tự do ngôn luận. Chúng ta thậm chí còn không biết cắt tóc, cạo râu, đánh răng và khám chữa những căn bệnh đơn giản. Người Tây vô cùng kinh ngạc trước tỷ lệ thai nhi và sản phụ tử vong cao ngất ngưỡng. Họ đã dạy ta cách tiêm chủng và vệ sinh thường thức. Chúng ta được khai mở về mỹ thuật, khoa học, kỹ thuật, kiến trúc, văn học, triết học, kinh tế, giáo dục. Họ dùng từ khai hóa cho những dân tộc lạc hậu không hề vô lý. Như vậy, xâm lăng văn hóa đã và đang diễn ra. Chúng ta được hưởng lợi từ nó không ít, và đương nhiên, một số cái tốt cũng bị loại mất trong làn sóng Âu hóa. Bởi thế, đứng trước văn minh Tây Âu, có hai dòng tư tưởng ngược nhau nhưng đều tồn tại và đều có lý do để tồn tại. Một là cổ vũ Âu hóa, hai là cổ vũ phục hưng quốc túy quốc hồn. Hai phe đối lập ấy đã nương vào nhau mà sống, vì thiếu cái nào cũng hỏng cả. Ở Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam đều có những nhân vật thuộc hai đối lập ấy. Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu, Nguyễn Trường Tộ, Trường Vĩnh Ký, Phan Châu Trinh, Phan Khôi, Tự Lực Văn Đoàn, Nguyễn Văn Vĩnh thuộc phe Âu hóa. Saigo, Nhật Bản, Viêm Thế Khải, Phạm Quỳnh thuộc phe Phục Cổ. Nhưng kết quả ra sao? Cái gì cần đến là đến, cái gì phải đi là đi. Theo tôi, bàn về cái gọi là xâm lăng văn hóa hoàn toàn vô bổ. Trong diễn biến của nó, thế lực nào gây được ảnh hưởng mạnh thì nó được chấp nhận và trở thành phổ biến rộng khắp. Thế lực nào yếu và lạc hậu sẽ bị nhấn chìm. Sở dĩ cả thế giới bây giờ mặc sơ mi, cầm lê, cà vạt vì nó ưu việt và tiện dụng hơn cách ăn mặc truyền thống của hầu hết các dân tộc. Nó đã thắng trong cuộc giao tranh văn hóa. Chiến thắng ấy hoàn toàn xứng đáng. Sao phải than thở? Các dòng nhạc rap, pop, rock, hip hop cũng vậy. Chúng được lan tỏa khắp thế giới. Trái lại, tuồng chèo, cải lương phải thu mình lại trong những sân khấu nhỏ. Tất cả đều có lý do cả. Tại sao ta phải trăn trở về những quy luật tất yếu của vũ trụ? Và thật thú vị, sức mạnh văn hóa không luôn luôn thuộc về kẻ mạnh vũ lực. Người Mông Cổ, Mãn Thanh cai trị được trung nguyên của Hán tộc, nhưng cả người Mông và người Mãn đều sửa mình theo văn hóa Hán, chứng tỏ văn hóa có lối đi riêng của nó. Nó không thuộc về ý chí của nhà cầm quyền. Nếu nhà cai trị cố tình làm ngược, hậu quả sẽ vô cùng tai hại. Sự can thiệp của nhà nước vào văn hóa nghệ thuật và giáo dục cần được bàn sâu và đa chiều hơn. Biết được nhạc thính phòng, dân ca, tuồng chèo đang thời thớt, nhà nước chi tiền để bảo tồn chúng. Đó là sự can thiệp đúng và nên làm. Tuy nhiên, nhà nước không thể làm được gì hơn.
Chẳng hạn như không ai có thể bắt trẻ em nghe quan âm thị kính thay vì nghe rap của Đen Vâu. Việc chọn gì để học, việc gì để làm của người dân, nhà nước hoàn toàn không thể và không nên can thiệp. Nếu cố tình can thiệp, hậu quả e rằng còn tồi tệ hơn so với để mọi việc diễn ra tự nhiên. Thực tế đã chứng minh, nhà nước sờ tay vào lĩnh vực gì thì lĩnh vực ấy đều thua lỗ và đổ nát. Tư nhân hóa, cổ phần hóa xong thì đa số lại sống dậy và vươn lên mạnh mẽ. Vậy ra, xã hội cũng vận hành như một cơ chế sinh học, không ai có thể đốt cháy giai đoạn, điều chỉnh một cách thô bạo và hoạt động của nó. Gần đây, theo tôi quan sát, giáo dục đã dần được cởi trói và nó cần phải được cởi trói hơn nữa. Ý kiến nào nói nhà nước cần điều chỉnh vào cơ cấu nghề nghiệp và việc học của dân là hoàn toàn đi ngược xu hướng thời đại. Nhà nước không nên và cũng không thể làm nổi việc đó. Người dân a dua chọn sai, làm sai một thời gian sẽ tự nhận ra và tự điều chỉnh. Ví dụ ngày nay, một loạt học sinh nông thôn Nghệ An đã không thi đại học mà chuyển qua học nghề. Ai bảo các cháu làm điều đó? Chắc chắn phải do các cháu và cha mẹ các cháu tự nhận thấy cầm tấm bằng đại học cũng không đảm bảo về một tương lai tốt mà chi phí lại quá tốn kém về cả thời gian và tiền bạc. Cách đây 30 năm, dân ta đổ xô đi làm neo bên Mỹ và hốt bạc. Bây giờ, nhu cầu thị trường ít đi, người ta lại không đua nhau học nghề neo như xưa nữa. Mọi thứ theo tự nhiên diễn ra nhịp nhàng lắm. Rõ ràng, có những thứ để tự nhiên thay đổi, hóa ra lại tốt hơn. Và đó là những ý kiến của tác giả Sang Đỗ về một số vấn đề trong giáo dục ở Việt Nam. Các bạn có cảm nghĩ và ý kiến như thế nào? Đừng quên chia sẻ trong phần bình luận nhé! Nếu thấy video này hữu ích, hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Spyroom, bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ các nội dung thú vị khác trong tương lai.